Xin được kính chào quý vị cùng các anh chị đang xem lịch âm dương của năm 2025. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, năm con rắn. Những người sinh vào năm 2025 sẽ thuộc tuổi rắn, mệnh hỏa. Đối với năm 2025, theo dương lịch có 365 ngày, theo âm lịch có 383 ngày. Số ngày theo âm lịch là 383 ngày bởi vì theo âm lịch năm 2025 là năm nhuận tháng 6 nên có 2 tháng 6 âm. Lịch âm của năm 2025 bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 sẽ rơi vào ngày 29 tháng 1 năm 2025 dương lịch. Ngày cuối cùng của năm âm lịch 2025 là ngày 29 tháng 12 năm 2025 sẽ rơi vào ngày 16 tháng 2 năm 2026 dương lịch. Mời quý vị cùng các chị xem chi tiết lịch âm dương theo từng tháng của năm 2025. Cảm ơn quý vị, kính chúc quý vị cùng các chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.